áp lực hút là 250 mbar, dung tích là 70 lít. Còn đây là dây máy, cắm dây vô máy. Các bạn lưu ý đầu nào có ngấn cắm vào đây. Thì máy, như các bạn mua máy sẽ kèm theo một số phụ kiện sau: một tay quay nón, một tay nón. Khi mà các bạn hút khô thì các bạn dùng đầu này. Còn khi mà các bạn hút ướt, như khi mà mình giặt thảm thì nó kia muốn sấy nước khô cho thảm thì nó kia thì mình xài đầu này. Thì cách gắn thì mình cũng gắn trực tiếp vào cái đường ống inox của máy. Còn nước tiếng nó chạy sao kẹp cũng thêm mặt chạy tiếp đó là đầu hút vỏ dẹp. Đầu này dùng để những cái vị trí như là những khớp nối xe, khớp nối ở ghế xe. Trung bình sau mỗi ngày sử dụng thì các bạn tháo cái lồng lọc của nó ra để mình vệ sinh cái lồng lọc, cái túi lọc của nó. Thì máy này cũng rất là đơn giản, các bạn tháo thì các bạn chỉ cần bật hai cái lẫy khớp này ra. Sau đó mình rút máy lên. Rồi tháo lồng lọc này ra. Thì các bạn lưu ý là lồng lọc này của mình là mình không sử dụng bàn chải, không sử dụng máy giặt để giặt cái lồng lọc này. Thì cách tốt nhất là sử dụng máy thổi hơi để mình thổi được cho nó ra hết bụi. Và có thể là ngâm xà bông để giặt, chứ không bỏ máy giặt chỉ là không được chà. Tại vì lớp vải này rất là dễ đổ lọc. Sau khi mình giặt xong rồi mình chỉ cần gắn lại như vậy. Rồi để máy lại. Khóa hai chốt lại. Thì có một số bạn thắc mắc là cái đường ống này mình không biết để làm gì. Thì thực chất nó ra nó là đường ống để mình khi mình sử dụng là mình giặt thảm ướt. Thì cái đường ống này phải các bạn mở nắp này ra để khi cái đường ống này hút nước vào. Khi cái đường ống chính của mình hút nước vào thì cái đường ống này sẽ xả thổi nước ra. Giờ làm cứ đi qua bình thường không vấn đề gì cả. Rồi, sau đây là máy hút
bụi Kokoro của công ty Taeko. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ với số điện thoại, số hotline của công ty